Chào tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Gương Mặt Showbiz của Báo Thanh Niên. Chương trình được lên sóng vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên fanpage Báo Thanh Niên, website thanhniên.vn cũng như là kênh YouTube iHayTV. Và ngày hôm nay thì Quang Lộc sẽ mời tất cả các bạn chúng ta cùng gặp gỡ trò chuyện với một anh chàng và một cô nàng rất trẻ trung, rất dễ thương, và họ đã có những cái sản phẩm kết hợp với nhau được rất là nhiều người yêu thích. Và hãy cùng chờ đón ngày hôm nay ca sĩ Yến Tattoo và Quân AP. Xin chào tất cả khán giả của Gương Mặt Showbiz. Lần đầu tiên Quân và Yến đến với chương trình, hai bạn cảm thấy như thế nào? Có run không? Dạ, vẫn đang run ạ. Hiện tại đến bây giờ em vẫn đang hơi run một chút. Em thì thực ra em cũng chưa tham gia được nhiều những cái bài phỏng vấn như thế này nên là em vẫn rất là hồi hộp. Rồi, không có gì hồi hộp đâu. Các bạn khán giả hãy cổ vũ nhiệt tình, thả tim thật nhiệt tình cho hai khách mời của chúng ta nha. Và việc đầu tiên thì xin được nhờ Quân cũng như Yến là chúng ta hãy cùng share vào fanpage của Báo Thanh Niên và share đường link livestream từ chương trình về Facebook của các bạn để cho các bạn khán giả có thể vào và tương tác với chúng ta. Và các bạn khán giả ơi, nếu như mà các bạn có yêu cầu, có câu hỏi gì, các bạn có thể comment ngay phía bên dưới nha. Quang Lộc sẽ gửi đến cho hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng buổi tối hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thật là thú vị các bạn nhé. Rồi, ok rồi đúng không? Đúng rồi, đầu tiên thì đây là lần đầu tiên mà Quân và Yến đến với chương trình Gương Mặt Showbiz của Báo Thanh Niên. Thì chúng ta sẽ làm quen lại nhau, kiểu như làm quen lại với nhau một chút bằng một vài câu hỏi nhanh và vui. Câu hỏi đầu tiên thì có yêu cầu là hỏi về Yến thì Quân sẽ trả lời, còn hỏi về Quân thì Yến trả lời. Dạ, ok. Có được phép bóc phốt đối phương không? Sẵn sàng, thoải mái luôn, càng bóc phốt càng nhiều càng tốt. Đầu tiên nhẹ nhàng thôi, bây giờ hãy giải thích về nghệ danh của mỗi người. Bây giờ Yên hãy giải thích về nghệ danh của Quân. Nghệ danh của Quân AP á, thì chắc chắn là mọi người đã biết Quân là một cái hiện tượng mạng cover với cái nickname ngày xưa là Quân Anh Phạm. Thì thật ra là Quân AP cũng chỉ đơn giản là hai cái từ AP là hai chữ viết tắt cho anh Phạm thôi, và chữ Quân vẫn được giữ nguyên, đó là tên của Quân. Thì Quân AP chính là Quân Anh Phạm. Nhưng mà em có biết tại sao là Quân chọn là gọi là Quân AP mà không giữ nguyên tên là Quân Anh Phạm như ban đầu? Em nghĩ là đọc thành Quân AP nghe nó tây hơn Quân Anh Phạm. Đúng không Quân? Dạ, thực ra thì trước cái ngày mà ra mắt ca khúc Ai Là Người Thương Em thì từ trước nay thì em vẫn chưa có một cái tên nghệ danh nào cả. Thì khi mà chuẩn bị ra bài rồi thì mấy anh em trong công ty cũng ngồi nói chuyện với nhau, mà cũng bảo là thôi bây giờ phải nghĩ ra một cái tên nào đấy để cho nó nghe nó nghệ danh một chút. Còn cái tên Quân Anh Phạm thì thực ra nó là cái tên Facebook của em thôi. Đấy thì ngồi một lúc bàn với nhau một lúc thì đã ra cái tên Quân AP. Rồi, lấy chữ viết tắt thôi đúng không? Dạ. Rồi đó, bây giờ đến lượt Quân giải thích giải thích nghệ danh của Yến này, Yến Tattoo. Chắc chắn là biết chứ. Bởi vì thực ra thì lúc đầu em cũng không hiểu lắm, bởi vì nhìn qua Yến thì không có cái hình xăm nào mà không hiểu sao lại là Yến Tattoo. Ấy thì em có một lần thì ngồi công ty ngồi nói chuyện với nhau thì em cũng hỏi. Em cũng hỏi thì Yến bảo là ngày xưa là có một cái nhờ một cái anh bạn nào đấy đặt cho cái tên Facebook. Ấy thì anh ấy biệt danh của anh ấy là Tattoo hay sao, anh ấy đặt luôn cho Yến là Yến Tattoo. Thì cái tên ấy chắc là Yến đã sử dụng ngay từ khi còn làm những cái clip cover ở trên mạng nên là sử dụng đến tận bây giờ luôn. Đó, để khá là một cái tên từ cái thời ngày xưa rồi đúng không? Đặt một cái nickname cho vui thôi đúng không? Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ câu hỏi thứ hai đó là Quân AP có thích con gái có hình xăm không? Rồi, bây giờ Yến trả lời trước. Em nghĩ là không. Không. Dạ. Đó, không thích gái có hình xăm. Đúng rồi. Rồi, Quân sẽ xác nhận thử đúng hay sai nè. Đúng á. Ôi. Tức là bạn thích mẫu con gái truyền thống đúng không? Dạ, đúng rồi, em thì thường ra em vẫn thích mẫu con gái truyền thống hơn. Nhưng mà ví dụ như là có một hai hình xăm nhỏ nhỏ thì cũng không sao cả. Em cũng thấy cái đấy rất là nghệ thuật và rất là đẹp. Còn ví dụ những hình xăm to thì em không thích lắm. Dạ. Rồi, vậy thì mẫu người yêu lý tưởng của Yến là như thế nào? Câu này khó rồi nha. Đó. Mẫu người yêu lý tưởng của Yến thì thôi, em sẽ gọi là thứ nhất là có một cái sự ân cần tâm lý. Đó, và quan tâm anh và nhắc anh ba điều à? Quan tâm và nhắc anh ba điều gì nhỉ, chắc là cao cao giáo để trai nữa. Dạ.
Rồi, tức là biết quan tâm nè, cao ráo, đẹp trai nè. Rồi bây giờ Yến trả lời là đúng hay không? Chỉ cần cao ráo không cần đẹp trai. À, chỉ cần biết cao quan ráo. Tâm thì em nghĩ là chắc chắn là con gái ai cũng thích là yêu một người quan tâm rồi. Còn quan trọng là chung thủy, là yếu tố quan trọng nhất là chung thủy. Quan trọng nhất. Quan trọng nhất là chung thủy. Không như không. Còn em cà khịa đi. Có hơi cà khịa đi đúng không? Với mẫu bạn trai lý tưởng mà Yến vừa chia sẻ thì vậy thì Quân AB được mấy điểm trên thang điểm 10 nếu mà đặt ra? Mấy điểm ấy ạ? Chắc là 9. Quân, Quân phải được 9 đấy, 9, 9 điểm rưỡi luôn đấy. Wow. Thật. Vậy thì Quân có phải là mẫu người em thích không? Phải là... Thiếu cái cao. Thiếu cái cao. Thôi thì cũng được rồi, chị cũng tặng thôi là chấp nhận đúng không? Yeah. Rồi, bây giờ hãy câu hỏi này cả hỏi cả hai bạn nè. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu và ấn tượng về nhau như thế nào? Cái này bây giờ mình trả lời cùng một lúc để xem thử có nhớ cùng giống nhau không nha. 1, 2, 3. Quán nhậu. Quán nhậu ở Tạ Hiện. Bùi Viện. Bùi Viện là trong thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, yeah. Là khi nào, dịp đó là dịp gì? À, dịp đó em nhớ không nhầm thì là hôm đấy là em khi đấy là em cũng mới vào Sài Gòn thôi. Và mới vào công ty thì hôm đấy có đi nhậu với anh Tính. Anh Tính là anh Tính bị thất tình nhá, tâm sự. Anh Tính hôm anh buồn thì... quá thế xong rồi là gọi thêm Quân ra giới đó thiệu. Thì em ra gặp Yến mà có một cái kỷ niệm đặc biệt thì không biết nên kể đây không. Tất nhiên là phải nên kể rồi. Bao nhiêu người đây hay ghen người đang lắng nghe kỷ niệm. Hôm đấy em đi xỉn đi, em hôm nhớ rất say. Hôm đấy là cả ba anh em đều rất say. Thôi kể đi, nhưng kể đi, không kể nhớ đi để cho mọi người đang rất là tò mò. Kể thì đấy, hôm ấy Yến uống cho hai anh em bọn em mà thôi, bóp vai nhau đi loạng choạng ở giữa phố. À, tức là một mình Yến là coi như là chiến sạch đúng không? Cân tim, dạ. cân tim. Em có nhớ hôm đấy em uống bao nhiêu chai không? Em nhớ là bao nhiêu nhỉ? Đến lon thứ 12 rồi. Ồ, oh, wow. Dạ. Xem ra là một không, đối thủ em, đáng gờm. Công ty em thấy ai cũng nhậu như vậy nên là em phải như vậy để em mới vừa. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên khi mà gặp Quân thì ấn tượng lúc đó là như thế nào? Quân... sao lùn thế nhở? Xoay quanh cái vấn đề là chiều cao thôi đúng không? Đầu tiên, không nhưng mà nhá, em bình thường em chỉ xem Quân ở trên mạng ấy, có xem cậu này hát mà hát rất là hay. Livestream thôi đúng không? Rồi nghĩ là ở ngoài phải cao to đẹp trai lắm. Nhưng mà không đẹp trai thì vẫn giữ yếu tố đẹp trai. Nhưng mà thấy kiểu như là không như mình tưởng tượng. Thật ra thì Quân cũng rất là cao, mét bao nhiêu Quân? Được mét 73 thôi. 73. Xin lỗi nha. Nhưng mà Quân rất là kiểu như là sao nhỉ, dễ thương ấy. Kiểu ngày đầu gặp xong rồi là đã nói chuyện được rồi, không có một cái khoảng cách đúng không? Đúng rồi, cái như kiểu thân quen từ lâu lắm thế mới nhậu được hết 12 lon. Rồi đấy là ấn tượng đầu tiên. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đó là kể một tật xấu của đối phương mà chưa từng được công bố. Ai nói trước? Rồi nhường Quân nói trước xem nào. Yến à, chắc là cái mà không, đây cũng không biết có phải là gọi là tật xấu hay không, nhưng mà em thì em thấy có một cái gọi là ở Yến là đặc biệt hơn những cô gái khác, một cái là Yến rất là điệu gọi là điệu lắm luôn đấy. Là không thích à? Không, thực ra điệu cũng được nhưng mà nhưng mà cái điểm nó đặc biệt hơn những người con gái khác thôi. À, tức là điều hơn những người con gái khác nữa. Chứ con gái điều thì bình thường rồi đúng không? Đối với một số bạn mà như thế là bạn ấy sẽ kiểu không chịu cái điệu đấy chẳng hạn. Đấy, kiểu thế. Còn với em thì em thấy bình thường. Ồ, đã bảo là kể thật xấu nhưng mà kể là điệu lắm mà em vẫn thấy bình thường, tức là cũng chưa xấu lắm. Thực ra thì em cũng chưa gặp cái nào xấu lắm ở Yến cả. À, rồi, tạm chấp nhận. Đến lượt Yến này, bây giờ cơ hội để em có thể trả lời. À có rồi. Cái này là sao nhỉ? Trước cái ngày mà quay MV với cả Quân ý là em suýt là định cả khịa Quân một trận lớn luôn ấy, siêu to khổng lồ luôn ấy. Bởi vì cái bệnh là đã xem và không trả lời. À, anh thấy có tức không? Xin đúng không? Đã thà như không xem không sao, tự nhiên đã xem và không trả lời mình cảm thấy tức. Khó chịu ấy. Đấy, có mỗi cái đấy thì còn lại chưa tìm ra. Rồi. Vậy thì câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này đơn giản hơn, đó chính là
ngoài đời hai bạn thân thiết đến mức độ nào? Thực ra thì để mà nói là những cái lúc mà công việc xong thì bọn em thường đi sẽ đi ăn uống với nhau, thì lúc đấy cũng rất là thoải mái, có nghĩa là hai đứa cũng không gần gần như cũng không có một cái khoảng cách nào gọi là xa lạ cả đấy. Nhưng mà ví dụ như bình thường thì em và Yến thì mỗi người cũng một công việc, em thì cũng có công việc riêng của em, nên là để mà khi mà ngoài cái lúc mà quay MV rồi là đi những cái chương trình này với nhau thì thường sẽ cũng ít gặp nhau đó. Còn những cái lúc nào mà đã có cơ hội gặp nhau rồi thì đi ăn uống cũng rất rất thoải mái. Rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này cần hai bạn trả lời đồng thanh cùng một lúc. Ok nhá. Yeah. Hai bạn đã có bao giờ say nắng nhau chưa? 1, 2, 3. Chưa. 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 Mặc dù kể rất nhiều tính tốt với nhau nhưng mà chị xem nhau là bạn thôi đúng không? Dạ. Yeah. Em gọi vẫn gọi Yến là chị mà. À. Em kém tuổi. Em kém 1 tuổi em vẫn gọi Yến là chị. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu được khá khá thông tin về hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay, về mối quan hệ của họ. Và nãy giờ thì các bạn khán giả rất là thích khen hai bạn dễ thương và rất mong muốn là hai anh chị hát đi. Vậy thì để trước khi mà chúng ta nói chuyện về những cái sản phẩm tiếp theo của chúng ta thì chúng ta hãy gửi tặng một món quà nho nhỏ cho các bạn hãy đang theo dõi chương trình được không nào? Một bài song ca. Bài đi hoài một lối. Bài song ca. Bài song ca thì à, có ai đi hoài một lối. Chị hát, hát đoạn cuối, em hát câu cuối. Từ hát điệp khúc. Vì cái này cần beat anh ạ. Không, mình hát chay thôi, mình hát chay lúc để tặng cái nhà luôn, đúng rồi. Xin phép anh Jackie nhá. Xin phép em sẽ về em xin phép mà. Không, Jackie thêm. quen. Người quen. Anh Jackie cùng trường em nha. À. Rồi, à, vậy là bây giờ con AP và Yên Tattoo sẽ cùng gửi đến chúng ta bài hát Đừng Như Thói Quen. Hát từ đầu luôn ạ, à? Hay là... Được khúc nha, được khúc nha. Quân bắt đầu đi xong rồi nhớ theo. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Ôi quên mắt đông thấp quá. Đó. Rồi, đây xem như là một món quà nhẹ nhẹ thôi để gửi tặng khán giả. Chúng ta sẽ còn những bài hát khác nữa dành tặng cho lấy mọi lại người. Danh dự. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về sản phẩm mà Yến vừa mới cho ra mắt. Dạ. Là có ai đi hoài một lối. Thì đến bây giờ thì Yến đã cảm nhận được cái những cái hiệu ứng, những cái tình cảm mà khán giả dành cho bài hát này như thế nào rồi? Thật ra là trước khi mà bài hát được ra mắt thì em rất là lo, bởi vì là mình đã bẵng đi một thời gian quá là lâu rồi, không biết là mọi người có đón nhận hay không, rồi mọi người có còn ủng hộ mình hay không. Thì sau mà khi bài hát được ra mắt thì khoảng tầm một tuần sau thì bắt đầu em đến quán cà phê và em đã nghe thấy bài hát của em, và đó là lần đầu tiên mà em cảm giác được là ô, cái cảm giác nó hạnh phúc như thế nào. Cảm giác hạnh phúc nhất, cảm giác rất là hạnh phúc, và có rất là nhiều người hát theo. Khi mà em lần đầu tiên cái bản live em hát đầu tiên ấy thì có rất là nhiều người ở phía dưới đã hát theo em, chứng tỏ là mọi người cũng đã nghe và cũng đã thuộc. Thì đó là thật sự là một cảm giác mà không bao giờ quên. Và có thể nói là bài hát này khi mà được tung ra thì các bạn rất là yêu thích. Bên cạnh đó, một phần có thể nói là nhờ vào một MV cũng rất là kịch tính với rất là nhiều tình huống. Đặc biệt ai là người lên ý tưởng cho MV lần này? Dạ, em ạ. Chính em luôn. Dạ. Rồi em chia sẻ hơn, kỹ hơn về cái MV lần này mình thực hiện. Có điều gì khó khăn trong quá trình quay không? Chắc là khó khăn thì sao ta? Nói là khó khăn thì cũng có, nhưng mà em nghĩ là đã xong rồi, cho nên là em sẽ không kể lể từng cái khó khăn như thế nào nữa, bởi vì là đến sát tận ngày chiếu khó khăn nó vẫn đang còn. Nhưng mà rất là may thì có ekip, có công ty, có anh Tính, anh Quyền và tất cả mọi người trong công ty đã cùng hỗ trợ em và giải quyết tất cả các vấn đề đấy. Thì đây là một cái câu chuyện được viết tiếp
từ bài của Quân Ai là người thương em phần 1. Đây cũng được xem như là Ai là người thương em phần 2 để nối tiếp với câu chuyện đang bị bỏ ngỏ giữa hai nhân vật. Thì kịch tính như thế nào đấy thì mọi người lên mạng search ha. Chứ bây giờ mình kể trước thì mất vui, mọi người hãy lên mạng search Ai là người thương em. À quên. Không được. Mình xem Ai là người thương em trước. Đó, sau rồi mình xem tiếp qua. Sau đó mình xem có ai đi hỏi một lối sau để chúng ta biết được câu chuyện kịch tính như thế nào. Đó. Vậy thì trong mặc dù là có ai đi hỏi một lối có thể xem như là Ai là người thương em thứ hai phần 2. Nhưng mà nhiều bạn thắc mắc là trong phần này tại sao Quân AB lại xuất hiện ít như vậy. Đó, bây giờ Quân AB trả lời xem. Hay là cô Quân. Yến không cho Quân xuất hiện. Dạ, thực ra thì cái kịch bản này là thực ra là Yến thì đã hỗ trợ em rất là nhiều ở trong cái ca khúc Ai là người thương em. Thì Yến cũng chính là người viết ra cái kịch bản của MV đó. Và đến phần này thì thực ra thì do cái phần trước Ai là người thương em phần trước thì cái đoạn cuối còn khá là nhiều khán giả có comment là đây là một cái kết hơi buồn và cần một cái kết nào đấy nó viên mãn hơn để cho khán giả có cảm giác kiểu hạnh phúc hơn khi mà xem. Thì ở trong cái có ai đi hoài một lối này thì thực ra là cái câu chuyện là kể về Vịnh Sam, anh Vịnh Sam và Yến là cái anh của phần trước là cướp của Quân AP đó. Đó thì cái chỉ muốn là lồng ghép đoạn cuối vào là Quân xuất hiện là có một cái gì đấy gọi là để gọi là một câu trả lời cho Ai là người thương đúng em rồi, đúng không? Một câu trả lời và gọi là chiều lòng khán giả một cái kết viên mãn cho khán giả xem ở trong cái có ai hoàn một lối này. Và có câu hỏi này vui này, tức là hai bạn đã kết hợp hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều trong sản phẩm của từng người. Như MV của Quân thì Yến cũng tham gia đóng, bây giờ MV của Yến thì Quân cũng tham gia đóng. Vậy thì cách C trả cho diễn viên như thế nào? Khó. Câu này mà anh hỏi ở trong cái lần khi mà chưa có ai đi hoài một lối là em hơi ngại đấy. Rồi Yến cứ hay đòi em cắt xê á. Nhưng mà thôi may được có ai đi hoài một lối này cũng là một cái dịp để em trả nợ, cảm đúng ơn không? Em cảm ơn Yến. Tức là mình đóng cho Yến, bây giờ Yến đóng lại. À Yến đóng cho mình, bây giờ mình đóng lại cho Yến Huệ. Vâng, hỗ trợ gọi là hỗ trợ nhau về tình cảm thôi. Còn không nói về chuyện tiền nong và cắt xê. Vậy thì khi mà hai bạn nãy giờ như đã chia sẻ là rất là thân thiết với nhau ở ngoài đời, còn gọi là chị em nữa, vậy thì khi mà diễn những cái cảnh tình cảm thì như thế nào? Có phải quay đi quay lại nhiều lần hay không? Có. Phải là rất nhiều luôn. Rất nhiều luôn. Đã như anh thấy, mọi người thấy cái cảnh mưa đấy, mọi người biết không? Thế là sao ta? Hôm đấy là trước cái cảnh quay mưa thì mình là em xưng em đúng không nhỉ? Trước cái cảnh quay mưa thì em và em nói với Quân là Quân ơi, cảnh này là một cảnh rất cảm động, gọi là linh hồn của bài hát. Em phải làm sao em khóc nhé Quân, phải cố gắng khóc nhé. Thế Quân bảo thôi được rồi, em sẽ cố gắng thử cái. Thế là anh biết không, thì mưa thì bây giờ chỉ quay được một đúp đúng không nào. Bởi vì trời mưa xuống là ướt hết rồi, chẳng lẽ bây giờ lại sấy tóc đi và quay lại thì không được. Thì cảnh quay đấy em rất là mong, cái lúc em diễn là em đã dồn hết những cái gì cảm xúc, em đẩy cảm xúc cho Quân và mong chờ là một giọt nước mắt lan xuống được hoặc là rưng thôi cũng được, phải Quân vẫn hơn ấy vậy mà. Nhưng mà đến lúc sau em mới hỏi Quân là tại vì sao lại không khóc được, thì Quân mới trả lời một câu làm em rất buồn. Đâu, câu gì? Nhìn mặt chị em không khóc được. Em có trả lời gì đâu nhở? Có. Em bảo là từ trước nay thì em cũng chưa diễn bao giờ, gọi là em cũng chưa có kinh nghiệm gì về diễn xuất cả, nên là bảo em khóc bây giờ thì khó quá. Thôi mưa như thế thì mọi người nhiều khi mọi người tưởng giọt nước mắt với cả giọt nước mưa thì nó cũng hòa với nhau, vậy là thôi phiên phiến cho em cái đoạn khóc đấy. Nhưng mà qua cái MV thì cũng thấy diễn xuất của Yến rất là tốt. Đúng là khoảng tầm 30-40 giây là Yến khóc được. Rất là có năng khiếu diễn xuất đúng không? Đấy. Vậy thì hai bạn sau khi mà đã có sự thành công của Ai là người thương em và có ai đi hoài một lối thì liệu rằng câu chuyện này có thể tiếp tục diễn biến ở một cái phần 3 gì đó tiếp theo hay không? Hai bạn đã có dự định đó chưa? Rất có thể đấy ạ. Rất có thể đúng không? Dạ. Wow. Sao Yến ngạc nhiên vậy? Thực ra thì hai chị em thì cũng chưa bao giờ nói với nhau về cái phần 3. Thật nhưng mà cũng rất là mong. Em cũng rất là mong cái có cái phần như thế. Và nếu mà để nghĩ ra được một cái kịch bản nào đấy nó cảm động và nó hay thì chắc chắn là bọn em sẽ làm.
Rồi như vậy các bạn. Và lần này thì chắc là một màn song ca tử tế đúng không? Chứ không còn là hát hỗ trợ nữa. Đúng, đó là một cái điều mà các bạn khán giả cũng rất là mong chờ, một bản song ca thật sự giữa Quân AP và Yên Tattoo, một cái phần 3 với rất là nhiều kịch tính tiếp theo để xem thử khi mà trở về với cô gái này, rồi cô gái này lúc này là đang không còn thấy đường nữa đúng không? Sẽ còn những cái điều gì xảy ra. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy gửi tặng cho các bạn khán giả bài hát Có Ai Đi Hoài Một Lối. Nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Bây giờ Yến sẽ gửi tặng cho các bạn nhé. Dạ. Em thấy hát nha. Rồi Quân vào đoạn cuối luôn nha. Ok. Nhiều khi tình yêu là xa, là quên một ai đó đi, để cho người ấy được vui, được bên người anh đã yêu thương hơn tên em. Nếu em níu lại sẽ khó cho nhau, vì hết yêu anh rời đi trước hay sau. Chọn một hai câu trách móc, em chẳng quan tâm nhiều nên mới xa. Người em cần nhất giờ đây đã xa rời em suốt đời. Đã có bao giờ anh nghĩ rằng sai lầm khi chọn em để yêu thương bao lâu nay. Chờ anh nhé, mình sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời. Là câu nói em muốn quên đi thật nhanh. Tình yêu bên ngoài thế giới kia cũng như chúng mình. Người còn yêu ngày xa sẽ đau hơn người hết yêu. Và vừa rồi thì Yến và Quân đã thể hiện một đoạn cho ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Lối. Và nếu như mà các bạn yêu thích ca khúc này có thể search bản hoàn chỉnh MV của Yến để có thể xem được câu chuyện cũng như là thưởng thức bài hát này nhé. Vậy thì bây giờ chia sẻ một chút về Yến, là Yến đã với sản phẩm này thì Yến đã đầu tư hết những gì và Yến mong muốn rằng nó sẽ đem lại cho mình những gì, đã đạt được cái điều mong muốn sau khi thực phát hành sản phẩm này chưa? Đã đầu tư những gì ạ? Nếu mà nói thì đầu tư trước tiên là đầu tư về kinh phí chắc chắn là có rồi. Công ty đầu tư. Tiếp theo đó là chất xám. Công sức của em như là tất cả mọi người trong ekip, trong công ty đã đầu tư những cái sự kỳ vọng của bản thân, sự hy vọng và rất là mong rằng mọi người sẽ lắng nghe ca khúc, sẽ nghe ca khúc đã. Sau đó thì nếu như mọi người có yêu quý ca khúc thì mọi người hãy ủng hộ nó bằng cách là like này, share này, subscribe này đấy. Và trong thời gian vừa qua thì Yến cũng có chia sẻ là Yến muốn thoát khỏi cái mác mọi người vẫn gọi là một ca sĩ mạng, một ca sĩ cover, để có thể được xem như là một ca sĩ chuyên nghiệp với những sản phẩm đầu tư nghiêm túc. Vậy thì Yến đã vượt qua những khó khăn như thế nào và có những cái sự nghiêm túc như thế nào, có thể chia sẻ với mọi người về con đường mà em sẽ đi sắp tới? Thật ra thì cái ý muốn là muốn thoát ra cái hình ảnh mà hot teen cover ấy. Đã là trong đầu em đã nung nấu từ rất là lâu rồi. Và em nghĩ là nếu như mà chỉ là mong muốn nằm ở trong cái suy nghĩ thì nó sẽ không bao giờ thoát được khỏi cái mác đấy. Bằng cách nào đó thì trước tiên là em cố gắng ở bản thân trước, là bản thân em đã đi học hát, đã đi học thanh nhạc này, và sau đó thì đã liên hệ với các nhạc sĩ để nghe những bản demo và có quyết định là sẽ ra bài riêng cho mình chứ không còn đi cover bài của những ca sĩ khác nữa. Và tiếp đến là em có sự giúp đỡ phải gọi là hết sức mình của công ty, cũng như là tất cả mọi người trong ekip đã giúp đỡ em. Và dần dần thì lên ý tưởng này, rồi kịch bản quay, rồi bối cảnh, rồi quần áo, make up, tất cả mọi thứ. Và sau đó thì đã ra được một sản phẩm hoàn chỉnh. Và em rất là mong mọi người sẽ đón nhận sản phẩm đầu tay của em, cũng như là sẽ công nhận em là một ca sĩ chứ không còn là một hot teen cover nữa.
Mọi người sẽ nhìn nhận được cái sự cố gắng và nỗ lực của Yến từng ngày, không chỉ với sản phẩm vừa rồi mà những sản phẩm tiếp theo nữa. Vậy còn Quân thì sao? Sau thành công của Ai Là Người Thương Em thì cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào? Dạ. À, thực ra sau khi Rickit rồi hả? Sau thành công của ca khúc Ai Là Người Thương Em thì em thấy bản thân mình khá là may mắn khi mà mình đã chuyển từ cũng là một nghệ sĩ cover trên mạng xã hội thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và nó cũng có những cái mà nó cũng có hai mặt của nó. Thứ nhất là em ra đường em phải cẩn trọng hơn, và từ cách ăn mặc rồi là đến hành động cử chỉ của mình, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái công việc của mình cũng lịch công việc của mình nó cũng dày hơn rất là nhiều, và em cũng đã phải làm quen với một cái lịch trình công việc mới. Đó thì bình thường khi mà nếu mà trước đây thì em ở Hà Nội thì lúc nào em thích thì em hát, lúc nào nói chung là rất là thoải mái, tự do đúng không? Thoải mái tự do. Nhưng mà bây giờ thì không còn như thế nữa. Đó thì em nghĩ đó là những cái mà bất kỳ ai khi mà mới bước chân vào con đường nghệ thuật thì cũng sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn đấy. Đó, còn đương nhiên là không thể phủ nhận được những cái tốt, những sự may mắn đến trong với cuộc sống của em. Đó là em đã có nhiều kinh tế hơn để chăm sóc cho bản thân mình và cũng như là gia đình. Đấy, yêu quá, nói giàu lắm. Vậy thì mình đâu như những bạn khác cũng có khoe những cái thành quả lao động của mình, cũng như là mua nhà, mua xe được, thì không biết là cô Gaby đã tạo được cho mình gì rồi? Thực ra thì đối với bản thân em thì em không phải rich kid, bố mẹ em thì cũng không phải giàu có gì, nhưng mà bố mẹ cũng rất là chiều cậu con trai, nên là việc nhà và xe thì từ trước nay em chưa phải nghĩ tới. Bố mẹ đều đã cung cấp cho em đầy đủ những cái đó. Thì em khi mà em đi hát, em dành dụm thì em chỉ cứ cất đi em dành dụm của riêng em, và em cũng gửi cho mẹ để gọi là mẹ đầu tư nhà đất các thứ. À. Đó. Còn về nhà về xe thì em không phải lo đến. Và bên cạnh những cái thành công và khi mà chúng ta đã bước vào một con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, bên những cái sự may mắn, những cái sự nổi tiếng đó, thì cũng sẽ có những cái sự lùm xùm hay là những cái scandal. Ví dụ như vừa rồi mình cũng đã phải trải qua một cái vấn đề, mặc dù nó mình cũng hơi bị động đúng không? Dạ. Và có thể sắp tới cũng sẽ có nhiều vấn đề khác nữa, thì em đã chuẩn bị tâm lý cho đối mặt với những điều đó chưa? Dạ, thực ra thì em thì em nghĩ là những cái việc đó là những cái việc mà bất kỳ ai cũng phải trải qua, nên là mình cứ làm sao mình sống đúng với bản thân của mình, và cái gì đến thì mình sẽ đón nhận nó một cách với một tâm lý thoải mái nhất, và mình sẽ gọi là tự tin ở bản thân mình là mình không làm gì sai cả. Đó, và mình khi mà mình không làm sai thì mình sẽ không phải sợ trước những cái em nghĩ là như thế. Còn Yến thì sao? Mình có chuẩn bị tâm lý khi mà đối diện, ví dụ một ngày đẹp trời, một vấn đề gì đó rớt xuống đầu thì mình sẽ đối mặt như thế nào? Yến có phải là một người mít ướt hay không? Dễ khóc hay không? Có, rất dễ khóc ạ. Thật ra thì như thế này, em trước khi mà em vào con đường chuyên nghiệp ấy thì em cũng đã quen được với rất là nhiều các anh chị đi trước, và các anh chị cũng đã mình cũng đã nhìn thấy được những cái câu chuyện của người ta, và chính họ cũng đã cho em những cái bài học, và chính Quân đây cũng cho em những cái mà Quân như kiểu tân binh thì tân binh đi trước sẽ truyền đạt lại cho tân binh đi sau đấy, thì Quân cũng đã chia sẻ những cái khó khăn và cũng mong em là sẽ thích nghi được những cái điều đó. Thì rất là may mắn đã được mọi người chia sẻ rồi, thì em nghĩ là bất kể một cái chuyện gì nó cũng đều có một cái lý do của nó cả, thì trước tiên là mình sẽ phải bình tĩnh đã và giải quyết những cái khúc mắc đó. Và em nghĩ thì quan trọng nhất là mình phải luôn đúng mực, thì nếu mà mình đúng thì mình sẽ không có một vấn đề gì phải lo lắng cả, còn chuyện gì đến thì nó cứ đến thôi. Rồi, cảm ơn hai bạn với những chia sẻ rất là thật lòng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thử thách tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đó chính là thử thách các bạn sẽ được quyền bốc thăm những bài hát, có thể là những bài hát nổi tiếng, những bài hát của những ca sĩ khác, và nhiệm vụ của các bạn đó chính là sẽ phải cover lại
theo một phong cách khác với bạn gốc. Dạ. Rồi, vậy đây bây giờ ai sẽ là người tham gia thử thách này trước? Thôi để chị làm gương cho em vậy. Rất là ra dáng chị. Bài hát đầu tiên hơi bị dễ nhưng mà cũng hơi bị khó. Bài hát của Quân mọi người ạ. Ai là người thương em? Nhưng mà quan trọng là theo phong cách khác. Đúng. Rồi vậy phải hát làm sao để mọi người thấy khác, đó là bài hát khác chứ không phải là chỉ hát lại bài của Quân. Khó nha. Định để em xớt lời nhá. Ok, mình có thể xớt lời thoải mái. Trời ơi, rồi chứ. Không, hát cho phong cách khác. Hiểu không? Được rồi. Người con gái anh từng thương sao rồi? Có một mình đi dưới mưa lúc buồn, lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai và khóc như đứa trẻ. Rồi, xuất sắc. Rồi, thử thách đầu tiên vượt qua dễ dàng. Bây giờ không biết đây là bài quên luôn bản gốc đi các bạn. Đó, các bây giờ đến lượt Quân nè. Bóc bài này. Bài gì? Truyền thái y. Truyền thái y. Yeah, một bài hát rất là sôi động. Bây giờ để xem Quân sẽ cover lại như thế nào. Để em xin lời. Chắc là em rap đi. Ok, rap. Các bạn hãy cùng lắng nghe Quân AB lần đầu tiên rap các bạn nhé. Yo, yo. Nhịp nhá. Yeah. MC ơi, em nơi nào trời? Thì phải nhịp nào. Cố lên nào, tiếp nào. Em gì ơi, em nơi nào cho anh biết tên. Chẳng biết em đã được ai hôn lấy em. Mỗi ngày anh gặp em nhiều đáng nhiều lần rồi. Nhưng tin rồi bởi vì thế em cứ mãi nhìn lên ở phía sau mà thôi. Một sự cố gắng đáng được ghi nhận. Đây là đâu tôi là ai. Rồi chúng ta vẫn còn một bài hát nữa cho mỗi bạn. Đây, không được nhìn nhá, không được nhìn lén nha. Của em nè. Rồi mọi người tập luôn. Lễ hội luôn. Chắc là nhìn khó lắm. Rồi Yến là bài gì? Đi đu đưa đi. Đi đu đưa đi, đi. Cho em rap cho anh ạ. Rồi em Yến rap sẽ cho. Cover với bạn rap. Còn Quân là bài gì? Rap. Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Ai ba. Đu đưa không phải là hư, đu đưa để lắc lư cho hết buồn. Bây giờ không phải ngày xưa, em sao phải ngại đu đưa với chàng. Rộn ràng như tuổi cập kê, chẳng rơi một nhịp để em bắt nào. Cần gì tật 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 tật, chàng si tật 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 tật. Đầu lòng hay ả tố nga, cuối lòng hay ả tố nga, đầu lòng lên luôn. Cái này là chưa khác bản gốc lắm đúng không? Mình phải hát khác bản gốc một chút chứ. Chết rồi. Sao được hát khác bản gốc ấy ạ? Thì rap đầu thành rap. Đu đưa không phải là hư, đu đưa là lắc lư cho hết buồn. Bây giờ không phải ngày xưa, em sao phải ngại đu đưa với chàng. Xin giới thiệu các bạn ca sĩ chuyên vọng. Ca sĩ chuyên vọng của dòng nhạc chữ tình quê hương Bolero. Rồi xong, Yến đó là thử thách của mình. Bây giờ đến lượt Quân với bài hát AP. Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. Một bài hát khác thì chắc là em sẽ chọn luôn bài một bài đang top 1 Dinh bây giờ là một bài mới của anh Lê Bảo Bình, một sáng tác của anh Khắc Việt, bài hát Bước Qua Đời Nhau. Bước Qua Đời Nhau. Rồi chúng ta hãy cùng lắng nghe. Hát một lời luôn ạ, hay là một đoạn? Một đoạn. Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, để trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp. Ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy ra anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để hai ta sẽ không bước qua đời nhau.
Thôi mọi người khiên khiến nhá. Rồi, cảm ơn Quân, cảm ơn Yến. Vậy thì không biết là sắp tới hai bạn sẽ có những dự định gì tiếp bước cho sản phẩm đầu tay của mình? Đã, đây là đang là một mong muốn thôi nha. Em và công ty đang dự định là nối tiếp cái bài sản phẩm đầu tay, thì công ty sẽ cùng với cả là ekip sẽ try một cái bản nó sôi động hơn, nó tiết tấu hơn, không phải là những ca khúc ballad buồn nữa. Và em cũng đang rất là mong, biết đâu đó sẽ là một hình ảnh mới, một Yến tattoo mới, đúng không nào? Và em vẫn đang ngày càng cố gắng để thay đổi bản thân, và cũng muốn hướng đến là một một nghệ sĩ đa năng hình ảnh, dạ, đa dạng đúng hơn rồi. Đúng không, có thể hát được nhiều thể loại. Còn Quân, còn em thì hơi khác với Yến một chút, đó là em thì thời điểm hiện tại thì em vẫn chỉ cảm thấy là bản thân mình phù hợp với những bản ballad buồn thôi. Và giống như từ trước đến nay thì khi mà hát những bài hát buồn, kể cả lúc em vui hay lúc em buồn, thì khi mà em cất giọng hát lên, em hát bài hát buồn, thì em có thể cảm nhận được bài hát đấy và em có thể nhập tâm được vào bài hát đấy. Nên là em nghĩ là em sẽ chỉ tập trung vào cái dòng nhạc bộ ballad và là những bản ballad nhẹ nhàng và có mang tính chất buồn đó. Em thì em sẽ đánh mạnh vào trong cái thị trường đó. Còn khi nào mà nếu mà may mắn mà chiến thắng được ở trong thị trường đó thì rồi em sẽ cố gắng để em phát huy ra những dòng nhạc khác. Rồi, như vậy thì dù cho các bạn có đi theo dòng nhạc nào thì cũng chúc cho các bạn sẽ gặt hái được những thành công đối với dòng nhạc mà mình lựa chọn, và khán giả sẽ ngày càng yêu thương hơn hai nghệ sĩ rất là trẻ của chúng ta các bạn nhé. Ngày hôm nay thì cảm ơn Quân AP cũng như là cảm ơn Yến Tattoo đã đến với chương trình Gương Mặt Showbiz của Báo Thanh Niên, và chúc cho các bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Cảm ơn anh ạ. Và các bạn khán giả ơi, đừng quên lịch phát sóng của chương trình, đó chính là 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên thanhniên.vn, fanpage Báo Thanh Niên cũng như là kênh YouTube I Hate TV. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.